Như vậy là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Đá Huế và sổ số kiến thiết Cần Thơ đã được bắt đầu. 97 cho đến 99. Thủ môn Nguyễn Tiến Tạo là người già nhất bên phía cầu thủ câu lạc bộ Đá Huế. Thủ môn này sinh năm 1991. Đây là cơ hội tấn công của đội chủ nhà, cơ hội để dứt điểm rất nguy hiểm. Cú sút vừa rồi đã không thể thắng được thủ môn Lê Văn Hưng bên phía sổ số kiến thiết Cần Thơ. Câu lạc bộ bóng đá Huế đang chơi tự tin. Nó mở bóng ra biên phải. Bóng vẫn đang còn trong sân. Tiếp tục là tình huống tấn công của Cần Thơ. Vẫn chưa thể có cơ hội dứt điểm. Câu lạc bộ bóng đá Huế phòng ngự rất chặt chẽ. Cái bóng chẳng vẫn đang cho thấy vì sao. Dù chưa có được chiến thắng nào nhưng họ mới chỉ có được 5 bàn thua sau 4 trận. Thậm chí có tới như vậy là đã có bàn thắng dành cho cầu thủ sổ số kiến thiết Cần Thơ. Khá bất ngờ khi ngay từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu này, đội khách đã có được bàn mở tỷ số. Một tình huống mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Đá Huế đã chơi thiếu tập trung. Và đá phạt góc nhanh đã đem tới cơ hội ghi bàn dành cho sổ số kiến thiết Cần Thơ. Vừa rồi là pha bỏ bóng khá hay của cầu thủ mà áo số 92 Dương Văn An. Người ghi bàn cho đội khách là số 7 Trần Thanh Long. Pha kiến tạo rất đẹp mắt của Huỳnh Kim Hùng. Bên phía đội chủ nhà cũng không va chạm với ai, nhưng trọng tài cũng đã đưa ra quyết định của mình. Đứng trước bóng sẽ là Đặng Văn Anh FIFA. Đây hoàn toàn có thể là một cú sút thẳng. Cần Thơ chỉ đang sắp xếp hai cầu thủ đứng rào mà thôi. Đặng Văn Anh FIFA rất nguy hiểm. Và ngay lập tức đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 dành cho câu lạc bộ bóng đá Huế. Tình huống bắt bóng không tốt của thủ môn Lê Văn Hưng. Và nhiệm vụ còn lại của các cầu thủ áo trắng chỉ là đệm bóng vào lưới trống mà thôi. Thi đấu ấn tượng kể từ đầu trận, nhưng chỉ một sai lầm thủ môn đội trưởng bên phía sổ số kiến thiết Cần Thơ đã khiến đội bóng của mình đánh mất đi lợi thế. Và đá phạt rất khó chịu. Nhưng ở tình huống vừa rồi thì thủ môn Lê Văn Hưng cũng đã có một tình huống bắt bóng không thực sự chính xác. Của cầu thủ chủ nhà có phạt góc dành cho câu lạc bộ bóng đá Huế. Đặng Văn Anh FIFA vẫn đang quấy đảo ở phía hành lang cánh phải. Với kinh nghiệm của mình
cầu thủ màu số 88 của đội chủ nhà chắc chắn sẽ là đầu tàu trong những tình huống tấn công. FIFA cũng sẽ chính là người thực hiện quả phạt góc này. Khá nguy hiểm. Quả bóng nguy hiểm dành cho cầu thủ chủ nhà. Vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Vừa rồi là tình huống đột phá của Hồ Thanh Minh. Cầu thủ áo số 16 bên phía câu lạc bộ bóng đá Huế đã đột nhập được vào phía trong vòng cấm. Nhưng đường truyền nhả bóng về tuyến hai đã bị đối phương bắt bài. Nếu như có thể nguy hiểm. Chút nữa đã có bàn thắng dành cho sổ số Ký Đức Cần Thơ. Cầu thủ đánh đầu ở vị trí khá xa nhưng bóng đã tìm đến vị trí của đồng đội. Cầu thủ bên phía Cần Thơ nhưng rất may là cú đá bồi của cầu thủ vừa rồi lại trong tư thế hơi giật mình. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đường truyền hơi mạnh. Vừa rồi thì Lê Ngọc Thiên Ân đã không thể theo được pha nhả bóng của đồng đội. Nguy hiểm đã trôi qua. Hai pha phá bóng dứt khoát của các cầu thủ hậu vệ bên phía Cần Thơ. Bóng đi vọt sang ngang. Khả năng phòng ngự cực kỳ ấn tượng. Và vào bóng khá quyết liệt. Và thêm một chiếc thẻ vàng nữa đã được rút ra. Người vừa phải nhận án phạt từ trọng tài Đỗ Văn Hiếu và cầu thủ áo số 23 Phạm Đình Hiếu. Và vào bóng trên mức cần thiết. Tình huống vừa rồi chỉ cần là một pha chạy bóng đơn giản thôi, Cần Thơ sẽ là những người kiểm soát được chạy bóng. Có vẻ như đó đã là chiếc thẻ vàng thứ hai. Dành cho Đình Hiếu ở trận đấu này. Đúng là như vậy. Thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ dành cho Phạm Đình Hiếu. Cần Thơ sẽ phải thi đấu với 10 người trong khoảng 8 phút còn lại, cộng thêm thời gian bù giờ sẽ là 10 phút. Pha vào bóng hết sức khó hiểu trong một tư thế cũng như một vị trí không cần thiết phải quyết liệt đến như vậy. Đội chủ nhà vẫn đang tấn công biên. Cơ hội dứt điểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ bóng đá Huế. Một cú ra chân rất hay. Đó là pha dứt điểm của số 12 Nguyễn Văn Sang. Ngay sau khi nhận chiếc thẻ đỏ rời sân, Phạm Đình Hiếu của sổ số Ký Đức Cần Thơ đã khiến các cầu thủ đồng đội của mình phải hứng chịu hậu quả. Một cú ra chân rất quyết đoán. Bóng đi vào góc xa và không cho thủ môn Lê Văn Hưng một cơ hội nào để cản phá. Cầu thủ số 12 Nguyễn Văn Sang ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho câu lạc bộ Huế.
bắn cầu không? Và sẽ có phạt góc dành cho sổ số kiến thiết Cần Thơ. Bóng đã được phá ra. Và bây giờ thì trọng tài điều khiển trận đấu, ông Đỗ Văn Hiếu cũng đã nổi hồi còi kết thúc cuộc so tài giữa câu lạc bộ Bóng đá Huế và sổ số kiến thiết Cần Thơ. Tỷ số chung cuộc là 2-1 dành cho đội chủ sân tự do.